Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Bắc tăng dần là do khối không khí lạnh suy yếu. Những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ chỉ còn duy trì trong buổi sáng nay. Đến trưa vào chiều, trời sẽ tạnh ráo và hứng nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi sẽ tăng lên mức 16-18 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên mức 18-20 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc Bộ trời có nắng nên nhiệt độ trưa chiều cao hơn ở ngưỡng từ 21-23 độ. Riêng đối với khu vực Lai Châu và Điện Biên có nơi nhiệt độ cao 26-28 độ. Đến tối và đêm nay, một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường xuống nước ta. Những cơn mưa nhỏ lại xuất hiện, cộng với gió lạnh sẽ làm cho nền nhiệt đêm nay ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 12 độ ở vùng núi và xuống dưới 14 độ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Vì thế, từ đêm nay, miền Bắc trời sẽ rét đậm trở lại. Dự báo đợt rét đậm diện rộng này sẽ kéo dài liên tục đến khoảng ngày 3 tháng 3. Ở miền Trung, trong sáng nay, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế còn có mây nhiều, mưa nhỏ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, còn các khu vực khác thì có sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là từ 20-22 độ. Còn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đến chiều trời có nắng và nhiệt độ là từ 25-28 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận lúc này trời khá mỏng mây, sương mù chỉ xuất hiện một vài nơi ở vùng ven biển. Còn trong ngày hôm nay, ở đây sẽ có được thời tiết nắng ráo và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời đã có nắng nhẹ, nhiệt độ ngoài trời thì vẫn đang khá là dễ chịu, trong khoảng 18-20 độ ở Tây Nguyên và 23-26 độ ở khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, với tình trạng nắng mạnh từ sớm thì mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 30-33 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 33-36 độ. Nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra ở toàn bộ khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, thời tiết tốt, gió yếu dưới cấp 5, không có mưa dông. Từ đêm nay trở đi ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, sau đạt mức cấp 6, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.